Alo, xin chào tất cả các con nha. Đây em test con LT 430 1000 nha. Con này máy đại lon. Con này tiền ren không cấp nhông. Cắt bớt 2 mét. Này xài gạt cái này hiện đại thôi. Con này được cái là lên mâm cặp ma chấu trái phải nha, của mâm xuân nha, mâm Nhật luôn nha, mâm Nhật đẹp, không rơ lắc luôn, trái phải luôn, ma chấu trái, 203, ba mâm xuân, mâm Nhật, con này là LT, dài 21, trong tâm 1 mét, lỗ 56, con này lỗ cũng lớn nè, hoa hầu 700. Có băng 440, rồi dao 250, một cặp 203, trái phải mâm Nhật, đường 3038, ngang băng 320, không sắc nhông. Này có theo kèm là tăng xích chấu, tăng xích dao, đường 3 tủ trái, với một cái đầu tu nó. Rồi bật điện lên đi, chưa bật của dao. 308 3 thì nóng 1 thì mát, được tắt lên nha. Tắt lên rồi để máy. Đầu dao bên này nha, kéo lên kéo xuống. Để thử sẵn nó thử luôn, thử tự động luôn. Sẵn xài số dữ ta, cầm chơi luôn, nhiều số dữ vậy, nói nhiều số luôn, giờ đang tự động nhạc tiền tự động luôn, nhạc tự động rất là dễ, qua lại anh ba hai bên gập xuống, rất là êm nha, chỉ còn rõ ràng, kéo vào trong là tự động trên nha. Trên nha, trên còn số luôn. Mình nào quay quay ra tiếp, hỏng cái này nó dài ra. Ở giữa mới dập răng nha. Đây là cái tay này nè, nó hai bước nè, mi mi đi in nè, mét nè, mét này cắt răng hắn nữa đề máy đề máy có thắng điện không thắng điện tắt luôn nha có thắng tắt không nè cắt răng ở giữa hai nút ba nút 240 550 550 hơi rào tí. Cái này anh ngờ hát nè. Hát có lên 1000 lắm nè. 1000. Và 1002 này rất là nhiều số nha. Qua hàng đại quan L nữa nè, LH nó chậm hơn nữa nha, LH nó chậm mà L Y 85 85 190.
là lầu lạc 190 550 hơi đào nha. Mình số tóc này là hơi đào nha, tóc này là hơi đào nha. Những hai mic này là 8 số này là ok anh em, 8 số này em luôn 25 nè, 25 38 là hết số, 38 hết số rồi. Đó. Quay cái cháu quay khoảng nhanh nè, chậm quá mà. Có 4 tóc này hơi rào nha, 55, 190, 550 với 1000. Còn lại mấy tóc này là 8 tóc này là em ru nha, 38, 135, 37, 12, 25, 85, 24, 300. 8 tóc này là em ru nha. Chúng ta sẽ gấp nhau các mẹ một tiếng em gạt y với qua đen là chạy ok nha. Băng bàn thì băng bàn là đẹp, băng bàn độ lông sai cũng còn ok. Vịt me thì có hơi mòn tí nha, vịt me có hơi mòn nha, mòn đoạn này nha. Anh em thích thì bớt tí tiền làm vịt me lại nha, anh em bao làm nữa nha. Rồi tất cả ok, anh em chỉ xài tả số này là rất là ok nha, được lên nha, đủ tốc độ. Còn ngất 3 này là hơi rào tích. Hôm nay có nhu cầu con này thì có giờ luôn, được nhanh hầu rồi. Đây thường thường dân hút nhau nha, giá rẻ nha. Em sẵn sàng cho dân, dành như nha, hai con này còn con nha. Cái đó là con này thích, con này em lưu hoặc thấp nè. Con này bây giờ cũng có nó bệnh nhanh nhưng không có hầu nha. Con này dân nhân là 36 triệu nha, về sử dụng về nha. Bị test con đi đa chi nha, con Puma vẫn còn nha. Em sẽ tiếp tục chờ nhiều nha, hẹn em clip sau nha.